Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Thành công là nằm ở cái bốn cái chữ cái. Cái chữ A là authentic. Cái thứ hai là quality. Cái thứ ba là unique. Cái thứ tư là desire. Thì sẽ là cái người kết tiếp quản của một cái truyền thống lịch sử của một cái sầu gạch bông. Cha truyền con nối từ rất nhiều đời, từ người Pháp đã du nhập sang Việt Nam đến từ bảo tàng mỹ thuật thành phố hồ chí minh hay là bưu điện thành phố hồ chí minh nhà thờ đức bà Hàng vân là đều thấy hiện hữu những cách nguyên gạch nó mang rất nhiều cái hồn của lịch sử cái hồn của văn hóa nó là, là tâm là... huyết của không chỉ là người thợ làm trong gạch mà nó còn là cái hồn của cái người họa sĩ người nghệ sĩ người designer nó tạo ra những cái mẫu hoa văn bất hủ và nó tạo ra cái chữ authentic cái khó nhất hiện nay là cái nền nhận thức của chúng yeah. ta về phát triển bền vững bởi vì hiện nay người ta đang lo quá nhiều cho các vấn đề là vượt qua khủng hoảng và người ta còn không bận tâm đâu trong vấn đề là tương lai hành trình tới zero này nó sẽ thay đổi một cái trật tự kinh tế thế giới mới và đấy là cái cơ hội lớn cho việt nam cơ hội lớn cho giới trẻ Chào các bạn, đây là chương trình 5W1H Podcast và câu chuyện của chúng ta hôm nay là cuộc gặp gỡ với lại anh đinh hồng kỳ tôi bị bối rối không biết gọi là đúng là ceo rồi anh kỳ lại vừa là một người hoạt động hiệp hội vừa là một doanh nhân trong một cái ngành nghề rất là đặc sắc hiện nay cũng vừa là người viết rất là nhiều bài giống như là nhà báo thành ra là hôm nay xin được giới thiệu doanh nhân, nhân Đinh Hồng Kỳ là CEO của công ty cổ phần Secuin. Xin chào anh Kỳ. Dạ, chào chào chị Kim hạnh, Chào quý vị khán giả. Chúng tôi thấy là chưa biết giới thiệu sản phẩm của anh Kỳ như thế nào. Vì khi chúng tôi đến thăm showroom cũng như là được tận tay sờ vào cái sản phẩm của anh thì một cái cảm giác vừa là một cái sản phẩm công nghệ rất là đặc sắc, vừa là một sản phẩm nghệ thuật thưa anh kỳ, uh, xin anh giới thiệu về sản phẩm của anh. Nói đến uh, secoin thì uh, với uh, cái lịch sử 34 năm yeah. uh, hình thành và phát triển thì rất là nhiều dòng sản phẩm từ các cái sản phẩm gạch trong nhà, ngoài trời, rồi gạch xây đến là ngói lợp nên sản phẩm của Sequin hết sức là đa dạng. Cái mà chị Kim Hạnh nói đến thì chắc là nói đến sản phẩm gạch bông nghệ thuật handmade của Sequin. Và thì đấy cũng là một cái dòng sản phẩm mà khi mà nói đến Sequin ở trên thương trường thì người ta hay nói đến dòng sản phẩm đấy. Bởi vì là nó mới là một cái dòng sản phẩm rất là đặc sắc và được xuất khẩu đi rất là nhiều nước ở trên thế giới. Nhưng mà đồng thời thì Sequin còn rất nhiều các dòng, dòng sản phẩm như tôi đã nói là gạch trong nhà như gạch Terrazzo nội thất cao cấp Thế rồi là gạch xây tường gạch không nung đấy rồi các viên gói theo công nghệ ép ướt của nhật bản thì sản phẩm hết sức là đa dạng để cung cấp một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh cho một cái căn nhà hay một cái công trình yeah. để mở đầu thì cái ekip biên tập có nhờ tôi gửi tới anh một cái vật phẩm có thể bất ngờ dạ xin phép tôi được mở cái vật phẩm này ra con số 9 và 2 Các bạn có nghiên cứu vì cũng khá là tò mò về cái quy trình mà mình làm gạch bông mà anh có nói là gạch bông nghệ thuật đó là trong chính cái công đoạn làm gạch thì có hai cái công đoạn là handmade, yeah. là thủ công. Yeah. Uh, anh có thể nói rõ thêm về cái quy trình đó và hai cái công đoạn này nó tham gia như thế nào? Vâng, thì đối với sản phẩm gạch bông nghệ thuật mà handmade ấy thì thì nó rất nhiều cái quy trình yeah. nhìn thì tưởng là là đơn giản nhưng mà hết sức là phức tạp thế thì ở đây nếu mà tổng kết lại thì nó là cả một cái chuỗi quá trình hết sức là phức tạp yeah. đấy không có một quy trình nào gọi là là then chốt cả yeah. mà tất cả các quy trình của nó đều rất là quan trọng nhưng mà nếu mà tổng kết lại thì nó có hai quy trình đấy là quy trình số hai ấy, là quy trình mà khi mà rót cái nguyên vật liệu vào trong khuôn yeah. đấy là một quy trình hết sức là đặc biệt và nó làm sao để các nguyên vật liệu nó được chảy vào các cái khe yeah. của trong khuôn đấy rồi các với các cái màu sắc nó rất là khác nhau yeah. đấy và để mà nó hòa quyện lại với nhau thì đấy là một quy trình để thậm chí kể cả một quy trình nữa là khi mà mình nhấc cái khuôn lên yeah. đấy thì cái người thợ nó phải rất là khéo tay nếu không thì các cái cái màu sắc nó sẽ yeah. bị nhòe lại với nhau yeah. và chị thấy là cái gạch bông sequin nó sắc nét nó nó, nó cực kỳ sắc nét yeah. mà màu nó không hề nhòe lại với nhau yeah. thì đấy cũng là một quy trình hết sức là là phức tạp yeah. và nó đòi hỏi một cái tay nghề rất là cao và nó cũng đánh giá xem là cái người thợ gạch bông này ở trình độ cao hay thấp nó nằm ở cái vị trí đấy và công đoạn tiếp theo nữa là công đoạn cái công đoạn mà đổ nguyên vật liệu tưởng rằng tưởng chừng như nó hết sức là đơn giản nhưng mà thực chất ra thì nó rất là nhiều lớp và nó đòi hỏi cái sự khéo tay và rất sự rất là đều đấy và nó cũng quyết định được là xem cái viên gạch nó có sắc nét hay không đấy ví dụ như như là một cái màng lớp nguyên liệu rất là mỏng một cái lớp nguyên liệu rất là riêng nó có tác dụng là hút các cái viên gạch các cái nước của viên gạch nó lên và nó để xe cái bề mặt của viên gạch Đấy, sau đó thì người ta mới đổ các cái lớp nguyên liệu đế và khi mà người ta đổ các lớp nguyên liệu đế như vậy thì đến cái công đoạn nữa là đến công đoạn ép đấy, công đoạn ép thì cũng là công đoạn hết sức là quan trọng là nó nằm ở ở cái mục số 9 của chị đấy. đấy và người ta ép đây người ta có thể ép thông thường ở các nước như là Maroc hay Mexico người ta chỉ ép một lần thôi nhưng với gạch của win người ta có thể ép đến hai lần và với hai lần như vậy thì nó làm cho viên gạch nó chắc hơn nó sắc xảo hơn và nó các cái họa tiết của nó nó sắc nét hơn và các cái thành cạnh bên cạnh trông nó 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 rất là sắc sảo thì sau đó thì mới có thể là đến một cái quy trình nữa rất quan trọng là quy trình bốc được bên cạnh ra Đấy. cứ nghĩ rằng là bốc bên cạnh ra nó đơn giản nhưng không phải bốc bên cạnh ra nó như thế nào để bên cạnh nó vẫn còn nguyên vẹn và nó không bị lem nó không bị sứt ở các cái bề mặt của bên cạnh cũng như ở các cạnh bên cạnh sau đó thì từ các cái bên cạnh như vậy người ta mới đưa vào trong các kệ để người ta ta xếp bên cạnh thì cả một quy trình như vậy nó hết sức là phức tạp một viên gạch thôi một viên cạnh yeah. Yeah. như vậy thì không phải là chính thật Đúng ra vậy. là chính là dạ. mình 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 nói những cái chủ điểm thôi, dạ, Chứ dạ. không biết bao nhiêu, đó. dạ vâng, dạ. tôi hình dung từ số 2 cho tới số 9 là không phải chỉ có kỹ thuật, dạ. không phải chỉ có nghệ thuật, dạ. mà nó còn có hình như nó còn có cái tâm của người thợ đổ dạ, vô từng dạ. cái viên gạch, còn tôi gọi là cái người thợ nó dồn cái hồn, dạ. dồn cái hồn. Dạ cho cái viên gạch và, và yeah. cái việc hình thành ra viên gạch nó không chỉ đơn thuần là cái người thợ ở cái khâu tạo hình mà ép yeah. mà cả cái khâu chuẩn bị nguyên vật liệu cũng hết sức là phức tạp yeah. Đấy trước đây ấy, thì khi mà à, bọn tôi tiếp quản cái nhà máy gạch trang trí thanh danh ấy, thì cái người thợ họ làm họ làm hết sức là đơn giản yeah. Đấy, từ khâu nguyên vật liệu cho đến khâu tạo hình và khâu dưỡng hộ ra viên gạch nhưng mà khi bọn tôi tiếp quản nhà máy ấy, thì bọn tôi cũng có hợp tác với cả một cái chuyên gia của Hà Lan. Và đây là cái một người, một người chuyên gia rất là nhiều năm kinh nghiệm đối với gạch bông. Và như chị biết ấy, thì gạch bông nó không phải xuất phát từ Việt Nam, nó xuất phát từ châu Âu. Yeah. Đấy, và nó có, lịch, có lịch sử là hơn 100 năm rồi. 100, yeah. Tính đến nay là tại Việt Nam là 114 năm. Nhưng mà trên thế giới thì nó có lịch sử khoảng khoảng hơn 200 năm rồi. Yeah. Thế do vậy là các chuyên gia trong lĩnh vực gạch bông này lại là ở thuộc về châu Âu. Và khi họ sang ấy, thì họ mới hướng dẫn lại cái quy trình cách làm ra yeah. một gạch tương xảo nhưng về lúc đấy thì thông thường một người thợ gạch bông lúc đấy ở trên thị trường người ta chỉ làm ra một giờ người ta làm ra đến tận 200 viên gạch. Yeah. Đấy. Và các viên gạch như vậy thì về mặt hình thức và chất lượng nó thu sang viên gạch của sinh viên sau này làm. Yeah. Và cái mà chúng tôi làm thì chúng tôi yêu cầu là người thợ là chỉ được làm 70 viên gạch trong một giờ thôi. Hơn nữa ở cái khâu nữa một khâu rất quan trọng là cái khâu nguyên vật liệu cho viên gạch. Yeah. Nguyên vật liệu ngày xưa trước đây ấy, ở viên gạch bông của Việt Nam ấy chỉ đơn thuần có mỗi là xi măng trắng, bột màu, yeah. đấy. là xong là cái lớp yeah. là bề mặt. Ừ. Đấy. Thế khi mà chúng tôi làm đấy thì chúng tôi áp dụng một chúng tôi tìm ra một cái chất mà cái chất đấy là một cái hóa chất của người hãng phát minh ra ở thụy sĩ. Khi chúng tôi thí nghiệm ở trong viên gạch ấy, thì nó tạo ra cho viên gạch đấy nó rất là loãng, nó rất là lỏng yeah. đấy và khi người thợ đổ ấy thì nó điền vào những cái khe chi tiết của gạch nó rất là nhỏ ừ. mà những những cái chi tiết đấy trước đây không hề thể nào mà có thể là đưa len, liệu, được. len nó vô được yeah. thì với hóa chất này của thụy sĩ nó có thể len được đồng thời họ còn có một cái hóa chất nó tạo ra cái màu bên gạch bên gạch, bên gạch nó sáng hơn yeah. nó đẹp hơn và nó thật hơn và nó yeah. bền theo thời gian bên cạnh các cái kỹ năng của người thợ yeah. thì cái cần thiết là cái công nghệ vật liệu đặc biệt công nghệ vật liệu hiện đại phải được áp dụng vào đấy để nó thứ nhất là nâng cao về chất lượng bên cạnh thứ hai nó tạo ra những cái, cái, cái họa tiết nó rất là là tinh xảo tỉ mỉ nhờ vào kỹ thuật và công nghệ. Như vậy, thưa anh là với kỹ thuật của Hà Lan, yeah. nguyên liệu của Thụy Sĩ, yeah. cuối cùng tôi sẽ không có ngạc nhiên khi nghe cái câu chuyện là nhà phân phối của Sequin của mình đã đưa được vào những cái showroom nổi tiếng của Hollywood gạch của Sequin, dạ. cái con đường đó nó đi như thế nào anh? Ờ, thưa ông chị Kim Hạnh thì hiện nay Sequin đã xuất khẩu gạch bông cũng như các sản phẩm khác dạ. tới 60 quốc gia trên khắp 6 châu lục dạ. và chúng tôi tự hào rằng là cái phân khúc mà chúng tôi cung cấp nó gọi là phân khúc uh, bậc trung dạ. đấy mà là vào những thị trường hết sức là cao cấp bởi vì chị cũng biết rồi đấy thì hiện nay đối với cả giới nhà giàu mình có gọi nôm na gọi nhà giàu dạ. thượng lưu dạ. ấy thì họ là xu hướng họ xài những sản phẩm yêu đích Yeah. tức là độc đáo, không đụng hàng, yeah. không đại trà, không đại trà. Yeah. Và chính vì vậy cho nên là họ cần những cái sản phẩm nó nó rất là như độc đáo, unique. Yeah. giống như là người ta phải đi xe Rolls Royce, hay xe yeah. Lamborghini hoặc yeah. là yeah. những cái xe nó rất là đặc thù. Rồi là yeah. cái áo vest của người ta cũng là áo vest handmade, yeah. là bằng tay, đôi giày cũng phải là handmade. Thậm chí đồ ăn cũng phải là đồ ăn handmade. <laughs> Đấy. Thế rồi là các cái vật liệu trang trí nội thất trong cái căn nhà của họ cũng ừ. lại phải là handmade. Yeah. và nó không đụng vào bất cứ những cái sản phẩm nào ở trên thị trường. Ừ. Và chính vì vậy thì người ta cần phải cá nhân hóa những cái vật liệu trang trí nội yeah. thất trong nhà của người ta từ cái bàn, cái ghế đến cái rèm, cái thảm, đến cả viên gạch, đến cả những cái thiết bị vệ sinh. Yeah. Thế thì cái câu chuyện chị nhắc đến ở đại lộ Hollywood ấy, thì Hollywood thì cũng chỉ là một trong những nhiều khách hàng của tôi thôi. Yeah. Đấy, thì ở tại đại lộ Hollywood ấy, ừ. thì nó có mấy cửa hàng gọi là cửa hàng An Sạc Yeah. An Sạc là một cái chuỗi của hàng mà chuyên cung cấp cho giới thượng lưu yeah. của nước Mỹ đấy. và Châu Âu là ở đây đấy họ là là bán các cái đồ thiết bị vệ sinh và trang trí nội nội thất trong một cái căn nhà yeah. đấy, và rất cao cấp một cái lavabo của nó có thể là lên đến hai 000 ngàn đô một cái bồn tắm có thể lên đến 500.000 ngàn đô yeah. đấy, một cái vòi tắm đấy, gắn kim cương thì nó có thể lên đến hàng trăm ngàn đô đấy. Yeah. thế thì ở tại đấy thì chúng tôi rất tự hào là họ bảy viên gạch gạch bông handmade Đấy, Ủa, xe by Sequin Bay Việt Nam. Đấy, ừ. Thế thì chúng tôi, tôi tôi rất là tự hào chuyện đấy và nhà phân phối của chúng tôi tại California đã làm việc và thuyết phục được An sát là sử dụng các sản phẩm học bảo gạch bông của Việt Nam và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là là gạch bông bông của Việt Nam của những nghệ nhân Việt Nam những sản phẩm yeah. handmade của Việt Nam đã đi vào được với cả các giới thượng lưu của thế giới. Yeah. Còn rất nhiều các cái cửa hàng. Lamborghini sao anh? Ở Lamborghini thì thì uh, như mọi người đều biết Lamborghini là một cái hãng xe hơi Đấy, rất yeah. là nổi tiếng xe thể thao trị giá của nó rất và là mắc tiền hơn thế nữa đấy, ừ, nghe đến liên Lamborghini là người yeah. ta nghĩ đến các cái siêu xe như vậy yeah. thế nhưng mà, ít người không không phải là nhiều người uh, biết được rằng rằng là Lamborghini là còn sở hữu rất là nhiều các đồ khác tôi nói thí dụ như là, là một ly Lamborghini yeah. đúng không hay là một cái đồ trang sức Lamborghini đồng hồ Lamborghini thế rồi là yeah. bộ bàn ghế Lamborghini yeah. và có cả gạch Lamborghini nữa thì khi Lamborghini họ phát triển ở đấy thì, thì trong một cái chiếc xe của Lamborghini nó rất nhiều nhiều các bộ phận handmade thì người ta muốn là các cái sản phẩm gạch của Lamborghini cũng phải có theo một cái 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 cái, cái style như vậy yeah. đấy và họ đi tìm ở các cái nhà cung ứng gạch handmade ở trên thế giới và xe là một trong những nhà cung cấp gạch handmade đã được họ chọn yeah. để mà 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 hợp tác để sản xuất ra các cái dòng sản phẩm gạch gọi là gạch Lamborghini nhưng mà biết bài Sequin in Việt Nam. Hình như có lúc là mình cũng làm dịch cho Pfizer. Dạ và đấy là cũng là yeah. một câu chuyện thị thú vị. Yeah. Đấy là câu chuyện cách đây có 2 năm thôi. Yeah. Lúc mà giữa đại dịch Covid rất là đang rất là căng thẳng. Đấy. <laughs> toàn bộ các nhà máy của Sequin là cũng là nằm trong cái cái chính sách là là lockdown đấy. Yeah. nên là không được sản xuất, chỉ có những nhà máy nào là sản xuất 3T. Đấy, đủ điều kiện thì mới sản xuất và chúng tôi cũng đã phải cố gắng hết sức để cho những người sản xuất, người thợ của chúng tôi làm ba t để phục vụ cho một số các đơn hàng đặc biệt của nước ngoài yeah. và một trong đơn hàng đặc biệt như vậy là cung cấp cho cái trụ sở chính của tập đoàn Pfizer tại New York yeah. và họ xây dựng một trụ sở khổng lồ ở, ở giữa trung tâm New York yeah. và tại cái trụ sở khổng lồ của tập đoàn Pfizer đấy sử dụng những gạch của Sequin. Sequin Unique, yeah. Unique. Yeah. Yeah. theo một design riêng. Yeah. Yeah. nghe anh kể cái yeah. quy trình mà yeah. để làm ra một cái viên gạch đó yeah. là thấy là không phải chỉ có một cái sự mà gọi là nhường nhuyễn yeah. mà nó có tình yêu ở trong đó yeah, yeah. mà lại nghe là khởi đầu là anh là một người làm về vi tính một người yeah. học yeah. chuyên môn về IT yeah. vậy thì ừ. con đường nào mà đưa một cái ông kỹ sư vi tính mà chuyển qua làm một cái người mà làm ra những cái viên gạch Ừ, Lạ lùng đó. Dạ vâng. Nó là một câu chuyện dài thưa kỳ chị chị, chị kỳ mạnh. <laughs> à, tôi lại tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Dạ. Yeah. Ừ. thì chuyên ngành địa quyền tự động. Đấy, do là có cha là giáo sư của trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho nên là yeah. tôi cũng được ưu tiên một chút là được tiếp cận với cả những cái kiến thức mà cũng khá là mới. Yeah. Đấy. năm đấy là tôi tốt nghiệp năm 1988 thì trước đấy tôi đã được học về lập trình. Lập trình yeah. máy tính, tất nhiên là lập trình máy tính là ở đấy hồi được thời đấy thì ở mức độ hết sức là đơn giản sau đó thì tôi ra đi làm ở tại trung tâm máy tính của công ty điện lực của thành phố. Ừ. Tại đấy thì tôi cũng cùng với các đồng nghiệp thì đã lập ra cái phần mềm đầu tiên là cái phần mềm mà nhập điểm thi đại học vào máy vi tính. Thời <laughs> đấy, trước đấy <laughs> yeah. người ta nhập điểm thi đại học với khối A, khối yeah. B, khối yeah. C ấy, là ba, môn tám lý toán lý hóa, A, văn sử địa ấy yeah. là kết quả báo về là thi đạt, đạt được bao nhiêu điểm ấy là hoàn toàn viết bằng tay. Ừ. họ tên nguyễn văn a tám toán là mấy điểm lý mấy điểm hóa mấy điểm người ừ. ta đưa bao thư gửi bưu điện thậm chí một hai tháng sau mới nhận được yeah. đấy thế thì hồi đấy thì bọn tôi đã lập ra cái phần mềm để làm sao nhập các cái dữ liệu vào và nó tự động in ra rồi sau đó thì người ta mới thay vì phải tra ở trong sổ mới viết ra thì máy tính nó in ra cho mình và cắt ra đưa vào trong bao thư gửi đi thì nghe thì bây giờ thì nghe thấy câu chuyện đấy nó rất là khôi hài vì nó quá đơn giản nhưng mà hồi đấy nó gần như một cuộc cách mạng Yeah. Và nó là một cái câu chuyện khá lớn mà tôi cũng rất là tự hào. Nhưng sau đó thì tôi cũng chỉ có 2 năm thôi. Sau đó tôi sang yeah. Ba Lan. Yeah. Và lúc đấy thì tôi làm việc ở cơ quan thương vụ của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. lúc đấy còn trẻ lắm, 24 tuổi, yeah. còn rất là trẻ. Đấy, đã sang làm việc ở cơ quan thương vụ. Và tôi đã bắt đầu với công việc kinh doanh, không hề liên quan đến máy tính nữa. Thế sau đó khi kết thúc nhiệm kỳ vào năm năm quay trở về nước, thì tôi rời khỏi nhà nước và tham gia vào Sequin là công ty của gia đình từ thành lập yeah. bởi cha tôi 6 năm trước đây. Yeah. đấy. thế thì uh, và khi về thì tôi thấy rằng là cái mảng vật liệu xây dựng không nung ở các nước châu Âu nó cực kỳ phát triển. Ở Việt Nam lúc đấy thì vẫn là các gạch nung truyền thống. Yeah. Yeah. Đấy, thế rất là truyền thống và rất là sơ khởi. Và tôi nghĩ rằng là đây là một sản phẩm rất là tương lai của Việt Nam. Thế và chúng tôi đã tập trung vào cái mảng vật liệu xây dựng không nung. Yeah. lúc đầu thì Sequin là tập trung vào cái mảng là chuyển giao công nghệ. Nhưng sau đó thì tôi nghĩ rằng là cũng do một cái nghiệp gì đó Yes. Hay là một cái duyên gì đó. Đấy mà đã đã định vào cái cuộc đời tôi rằng là lúc đấy tôi lại đam mê là sản xuất tự sản xuất thay vì mình chuyển giao công nghệ mình tự sản xuất. lúc yes. đấy thì trong gia đình thì mọi người cũng 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 cản cái chuyện đấy. Đấy tại vì mọi người bảo là sản xuất nó vất vả lắm. Thôi cứ cung cấp thiết bị chuyển giao công nghệ thì nó nhàn hơn. Thì đúng là như vậy. Thế nhưng mà à, hồi đấy thì do tự nhiên do một cái duyên nào đấy tôi thể thích làm ra những cái những cái sản phẩm như vậy. Và chúng tôi đã quyết định rằng là là thay vì là cũng là chuyển giao công nghệ cho các nơi thì cũng là tự đầu tư một cái nhà máy đấy, của C Win để mà làm ra các viên gạch như vậy. Đấy, thì thì uh, năm 1996 thì Seaway bắt đầu làm ra những viên gạch đầu tiên đấy, và từ đấy thì cho đến tận ngày nay thì Seaway đã có 9 nhà máy trong cả nước và đồng thời bọn tôi cũng đã chuyển giao công nghệ cho hơn 100 nhà máy ở trong cả cả nước để sản xuất các loại vật liệu xây dựng giống như của C Win như viên gạch block, viên gạch terrazzo hay là ngói màu và đến năm uh, khoảng đầu những năm 2000 thì chúng tôi bắt đầu là tập trung vào viên gạch bông. thì lúc đấy thì cũng chia sẻ với chị rằng là thế này. thì tôi có cái điều kiện là là là, là sống và làm việc tại châu Âu. sau đó thì do là chuyển giao công nghệ làm việc với rất nhiều các hãng châu Âu, tôi có đi quyền đi châu Âu rất nhiều. thì tôi thấy rằng là sang châu Âu thì tôi thấy rất là ngạc nhiên là các viên gạch bông mà ở nhà mình tại thời điểm đấy thì chỉ có nhà nghèo mới sử dụng thôi. những cái người mà gọi có thu nhập cao một chút là người ta sử dụng các gạch ceramic. Yeah. mới nhập từ Trung Quốc ừ. là mới sang. Thế thì viên gạch bông lúc đấy là gần như là thu chuột Đấy. Nhưng mà tôi sang châu, tôi thấy rất là ngạc nhiên là các viên gạch bông của ở trên thế giới thì nó lại là được xếp là là như là hàng mỹ nghệ. Yeah. Và chỉ có nhà giàu mới xài. Ừ. Đấy. Và nó bán với cái giá là vô cùng đắt, đắt yeah. kinh khủng. Đấy. Và đơn vị tính của mình ở Việt Nam lúc đến họ bán một, một bán gạch ấy là người tính là gạch lát ấy hoặc là, là gạch ốp ấy là người tính theo mét vuông. Ừ. Còn ở bên đấy người ta tính là theo đơn vị viên, một dạ. viên đấy là bao nhiêu tiền Người ừ. ta không quy ra là mét vuông ừ. Ừ. Để người ta thấy rằng là cái gạch nó quý như thế nào ừ. Và người ta bán đắt lắm Thế nhưng mà ngược lại thì tôi thấy viên gạch nó đẹp hơn rất nhiều so với Việt Nam đấy ừ. sau đó về tôi mới tìm hiểu, tôi đến các cơ sở ừ. Lúc đấy các cơ sở gạch bông của Việt Nam gần như là thui trộn Có một số cơ, cái, cái hộ tư nhân cá thể Còn làm ở quận 6 Rồi là một số các nhà máy của các cái công ty gạch bông truyền thống cũ như Đức Tân, như Đồng Tâm, như Thanh Danh thì lúc đấy thì sản lượng ra rất thấp. Yeah. Thế tôi tìm hiểu về thị trường xuất khẩu thì tôi thấy rằng là là bán thì quá là rẻ. Hồi đấy là ban đầu tôi tìm hiểu chỉ có khoảng 5 đô la Mỹ một mét vuông Giá yeah. xuất khẩu. Trong khi yeah. đó thì một cái sản phẩm đấy ở châu Âu thì thì nó tùy loại thì nó nằm ở trong quãng độ khoảng từ 100 đến 150 đô la Mỹ một mét vuông. Yeah. Là họ bán bên đấy. Yeah. Ở Việt Nam mình xuất khẩu đi có 5 đô la Mỹ mét vuông. Yeah. Thế tôi mới tìm hiểu tôi thấy là đây là một cái thị trường nó khá là tốt Thế và tôi cũng uh, quyết định là tìm hiểu xem là lý do Vì sao là sản phẩm Việt Nam cái bông nó rẻ như vậy Thì do cái chất lượng nó quá thấp Như tôi nói với chị Một giờ người ta là chỉ làm 200 70 viên, viên Thì đây yeah. của ông Việt Nam mình sản xuất là một người thợ Việt Nam làm 200 viên Thì chất lượng yeah. nó không thể nào đảm bảo yeah. Thế sau đó thì cũng có cơ duyên tôi gặp được một cái Một cái uh, ông uh, người Hà Lan mà như đã kể với chị yeah. Thế ông người Hà Lan đấy ông mới quyết định hợp tác với tôi Ông Sang cũng tìm hiểu và ông ấy bảo không nên làm như thế này thế và ông ấy bảo là sẽ hợp tác với tôi để đưa vào thị trường trọng điểm đầu tiên là thị trường hà lan thế và lúc đấy chúng tôi cũng tiếp quản một cái nhà máy sản xuất gạch bông đấy và khi mà chúng tôi làm thử những cái lô gạch bên bông mà đầu tiên đấy thì cũng rất là thành công cũng rất là đẹp đã rất là đẹp hơn rất nhiều so với những cái gạch bông là trước đấy làm và chúng tôi rất là vui mừng là container đầu tiên đã xuất khẩu sang hà lan nhưng 30 ngày sau phim hàng cập cảng Hà Lan, <laughs> yeah. người ta thông báo với chúng tôi rằng là hàng không đảm bảo chất lượng và trả yeah. về toàn bộ. Yeah. thì bọn tôi bắt đầu ngồi mà mổ xẻ, phân tích lại tất cả các vấn đề là nguyên nhân tại sao. Tôi thấy ừ. tới đây là yeah. câu chuyện đã rất hay rồi. Yeah. Bởi vì như thế này, một ông làm ừ. phần mềm vi tính làm yeah. ra một cái chuyện cũng thần thoại. xong rồi à. là ông đi làm thương vụ, ừ. rồi ông đi làm thương mại ở Ba Lan. Yeah. nhưng cuối cùng ông lại thích đi làm sản xuất yeah. cái điều đó việt nam mình vô cùng thiếu yeah. hiện nay á, là người ta nghĩ thôi bây giờ tôi đi buôn bán tôi yeah. đi làm thương mại yeah. người làm sản xuất rất yeah. ít không phải là nghiệp đâu đó là duyên yeah. bởi vì nhờ một người dạ, tự dưng nghĩ là tôi thích đi sản xuất nhưng lại là một người rất hiểu thị trường tôi nghĩ vậy cái gốc của tất cả cái cái sự nghiệp lớn này nè. là ở chỗ anh muốn sản xuất ừ. anh thích đi sản xuất ừ. thì mới có chuyện là đi tìm những cái người thợ giỏi rồi vân vân thì nè. cả một cái dây chuyền sau đó là bắt nè. đầu từ cái tình yêu và lúc đấy thì mới đến cái câu chuyện mà kể với chị là mới đi tìm hiểu các hóa chất đi tìm hiểu, Anh rồi một, rồi tôi mời mời được một cái nghệ nhân số 1 của Việt Nam yeah. Làm về các khuôn ở trong Đó. nghề gọi là dập yeah, yeah. cái khuôn mẫu. Ừ. Đấy, bởi vì cái khuôn đấy là không 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 chuẩn đấy thì nó cũng ảnh hưởng ngay tới cái chất lượng của bên gạch, cái yeah. độ tinh xảo của bên gạch. Ừ. Thì cái nghệ nhân số 1 cũng là đầu tuần quân cho xe Win Thế thì có thể nói tại thời điểm đấy thì 70% Bọn tôi thống kê ấy, là 70% những người thợ gạch công là giỏi nhất của miền Nam là tính cả miền Trung. Bọn tôi cũng ra cả miền Trung để mình tìm Thì đã quay về đầu quân cho xe quyên à, Đấy vậy. Thì đấy là một trong những bí quyết thành công của xe quyên Thì bọn tôi cũng thông qua người thợ này, người ta cứ giới thiệu Có những người đi bán vé số rồi yeah. Có những người là đi bán vé Xe lơ ở trên các xe buýt yeah. Người ta bỏ nghề hết rồi yeah. Có những người về bán quán cà phê, bán hủ tiếu cho vợ Phụ ừ. phụ vợ bán hủ tiếu Rồi có những người về quê là làm ruộng ừ. Thế bọn tôi là thông qua người này, thông qua người kia chúng tôi tìm lại họ Mà khi mà tìm lại họ thì chúng tôi tìm những người đầu ngành trước những người thợ gạch bông số 1 của Việt Nam tôi tìm trước, thế thì tôi đã tìm được lại một cái bài, bài báo năm 1987 của cái báo là Báo Công nhân Giải phóng, chắc là thời chị dạ, chị Có nhớ. có. Dạ. Đấy, thì cái Báo Công nhân Họ 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 Giải phóng ở đấy nó có tổ chức một cái cuộc thi bàn tay vàng của thành phố Hồ Chí Minh, đấy để sản xuất gạch bông. Thì tôi tìm thấy một hai một cái bức ảnh để chụp về hai người phụ nữ là đoạt giải bàn tay vàng của miền Nam để làm một cái bông. Thế tôi tìm hai người phụ nữ, hai người làm gạch, làm gạch lại là hai người phụ nữ là đạt giải bằng tay vàng chứ chứ Không là phải là là nam giới đấy <laughs> yeah. thế thì tôi tìm được đấy thì một chị thì lúc đấy ở tận bình dương yeah. còn một chị thì ở ngay quận 8 thành phố hồ chí minh yeah. đấy mà tôi tìm đến tận nhà thế và thuyết phục họ thì họ cũng một chị thì đang đi làm rồi còn một chị thì đã chuyển nghề yeah. đấy thì sau đó thì chúng tôi cũng đã thuyết phục họ là quay trở lại và khi những người thợ đồng hành như vậy họ quay trở lại thì hai bàn tay vàng đã quay trở lại rồi thì họ vừa là thu hút vừa Đúng. là giới thiệu cho tôi là cả những người thợ nào là những người thợ giỏi yeah. những người thợ tốt tại vì là trong nghề làm cái bông không chỉ là những người thợ tạo hình đâu còn là những người làm như tôi nói với chị là người làm khuôn dập thì tôi tìm được những cái người làm khuôn dập giỏi nhất của Việt Nam là yeah. về làm cho xe nguyên yeah. rồi tôi tìm được lại là những cái người làm người thợ cơ khí gạch bông tại vì cái kỹ thuật làm khuôn ngoài cái dập ra kỹ thuật là cái khuôn viên gạch cũng hết sức là quan trọng thế rồi là có những người thợ về màu yeah. bởi vì chị biết là gạch bông của chúng tôi bây giờ nó có thống kê ra cũng phải đến ba cái màu màu sắc khác nhau yeah. ừ. thì cái kỹ thuật pha Để chế pha màu, màu. màu. Yeah. là cũng phải rất là tinh tế là giỏi và chúng tôi đáp ứng được tất cả các cái màu của các cái designer ở trên thế giới họ thiết kế ra à, nếu muốn kể thì chắc là một ngày cũng không hết cái <laughs> chuyện làng gạch bông nó là rất nhiều yếu tố Đấy, thậm chí rằng là xin kể với chị là thế này làm cái nghề gạch bông nó phức tạp đến cái mức độ là thế này yeah. khi mà ánh mắt trời nó lên ấy yeah. cũng vẫn người thợ thấy đổ vẫn yeah. nguồn nguyên liệu đấy vẫn cái khuôn cái dập đấy người ta làm cho cái gạch này nhưng khi mặt trời lên ấy trời nó còn nóng độ ẩm nó lên cao yeah. bên gạch nó ra nó khác hẳn và đến chiều tối bên gạch ra khi mà ánh mắt trời nó tắt đi ở trong cái nhà xưởng đấy yeah. là nó cũng khác đi yeah. đấy và chính người thợ người ta nhận ra được chính điều đấy và người ta phải có điều chỉnh. Ừ. Buổi sáng người ta điều chỉnh khác, buổi chiều người ta điều chỉnh khác, buổi tối điều chỉnh khác. Yeah. Tôi nhớ năm 96 là cái năm bắt đầu chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao. Yeah. Cái chương trình của mình nó bình chọn những cái sản phẩm mà có thị phần lớn, người tiêu dùng biết đến nhiều. Yeah. Và thật sự là nó không có tìm đến sequin, Bà. tại vì nó không phải là một cái sản phẩm mà nó có tính cách tiêu dùng đại chúng. Bà. Từ năm 1996 phải không anh? À, 96 thì mới sequin mới bắt đầu làm gạch nhưng hồi đấy mới làm mình ra những cái gạch block, những cả là terrazzo thôi. Dạ. Sau khi mà áp dụng tất cả những cái kỹ thuật công nghệ cũng như những người thợ tinh túy nhất dạ. quay trở về làm việc với sequin đấy, thì một năm sau chúng tôi mới làm ra những gạch có chất lượng sau đó chúng tôi bắt đầu nâng giá của của sản phẩm lên. Yeah. Bằng cái việc là nâng giá sản phẩm lên ấy thì bọn tôi tập trung đầu tư vào cái thứ nhất là cái người thợ, là thu nhập họ phải được cao. Ừ. Thay vì cái giá khoán ngày xưa họ bây giờ là một đồng thì bây giờ khoán của họ phải là 10 đồng 20 đồng. Yeah. Đấy. thế thì thu nhập của họ cao họ yên tâm ở lại nghề yeah. và họ yên tâm để làm ra những bức ảnh thật kỹ, thật tinh xảo, ừ. không chạy theo sản lượng. Cái thứ hai nữa là phải đưa vào những cái kỹ thuật những nguyên liệu vào, áp dụng những kỹ thuật máy móc tốt vào để làm ra cái gạch tinh xảo cái thứ ba nữa rằng là mình phải có hệ thống marketing yeah. ở tại thị trường nước ngoài thì bọn tôi hợp tác với cả một loạt các cái nhà phát triển marketing ở thị trường thị trường nước ngoài trước hết là châu âu sau ừ. đó thì bắt đầu lan rộng ra các cái thị trường khác đấy. tại thời điểm đấy tôi mà với cả vợ tôi đi nước ngoài rất là nhiều để mà tiếp thị cho những cái sản phẩm này yeah. và uh, hồi đấy trên facebook tôi có kể những câu chuyện mà hai vợ chồng tôi là xếp các cái các cái viên gạch Yeah. trong hai cái vali vì tiêu chuẩn mỗi người chỉ được một cái vali thôi mà. Yeah. toàn gạch yeah. đấy lễ mễ đi tất Chắc cả cái các không cái các 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 gạ tàu các yeah. gạ tàu đến từng cái nơi các cái shop những cái cửa hàng yeah. những công ty kinh doanh những cái loại sản phẩm gạch yeah. tương tự như vậy để yeah. chào yeah. cho họ vào đây việt nam đã làm ra những sản phẩm như thế này yeah. thế thì lúc đến lúc đấy thì họ mới nhìn những cái sản phẩm đấy thì họ ngạc nhiên lắm yeah. tại vì họ mới nghĩ sản phẩm gạch bông ngày xưa ở việt nam họ biết có lịch sử hơn trăm năm rồi yeah. đấy nhưng họ biết nhưng mà họ thấy nó không được đẹp như thế Đấy. và họ bảo là lúc đấy đối thủ đối thủ của Việt Nam lúc đấy là ở Maroc ừ. ở Mexico là hai đối thủ chính của Việt Nam có một số nước nhỏ như là Brazil Venezuela cũng có làm và hoặc là một số sưởng nhỏ ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha có làm và thổ Nhĩ Kỳ nữa cũng có làm nhưng mà sản uh, lượng hơi ít yeah. hai đối thủ chính vẫn là Mexico và uh, Maroc. Maroc họ ừ. làm số lượng rất nhiều thì viên gạch của CQ lúc đấy nó khác hẳn họ nhìn nó khác hẳn họ bảo là yeah. không nghĩ rằng là có thể làm được như vậy yeah. Họ bảo là tôi sẽ phải sang Việt Nam tôi xem có ông làm như thế nào mà làm ra được ra một gạch có đẹp như vậy yeah. thế mà chúng tôi nâng dần lên thay vì lúc đấy Việt Nam trước khi mà khi mà chúng tôi vào nghề thì một viên gạch bông chỉ xuất được như kể chị là có 5 đô la Mỹ thôi yeah. thì bọn tôi bắt đầu là là bán được xuất khẩu được và chúng tôi nâng dần giá lên và nâng lên 25 đô mét vuông Yeah, gấp và tạo ra một cái giá trị, yeah. một cái dòng sản phẩm mới. Và khi mà mình làm đẹp được như vậy rồi, thì nó họ bắt đầu là 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 bắt đầu tạo ra cái trend, tạo ra một cái xu hướng ừ. sử dụng. Và khi mà tạo ra xu hướng sử dụng thì bọn tôi bắt đầu nghĩ đến cái việc là thay vì các cái vấn đề là marketing, thì bọn tôi tập trung là cho hợp tác các cái nhà thiết kế. Yeah. Bởi vì trong các cái câu câu mà bọn tôi slogan chúng tôi nói về gạch bông xe quyên ấy là tôi nói rằng là ở đây là các viên gạch mà đã được kết kịch từ cái giá trị của truyền thống của châu Á với cả những cái tinh túy của Ngày phương thuật Tây của châu Âu và các cái tinh túy về nghệ thuật của châu Âu thế Đúng. do vậy rằng là chúng tôi hợp tác với các nhà thiết kế ở nước ngoài thế thì lúc đầu thì chúng tôi hợp tác với nhà các nhà thiết kế của tại châu Âu có một nhà thiết kế tại Paris một nhà thiết kế tại London và một nhà thiết kế tại Hà Lan đều là những nhà thiết kế mà trước hết họ rất là nổi tiếng thứ hai nữa họ rất đam mê với cả gạch bông yeah. họ phải có đam mê thì họ mới thổi hồn được vào cho bên cạnh và họ đi ra được ra những cái mẫu rất là đẹp Thế sau đó tôi lại hợp tác tiếp với cả một cái nhà thiết kế ở tại New Jersey của Mỹ yeah. đấy bà Mikovic. đấy thì bà này bà mê gạch bông khủng khiếp yeah. và bà thiết kế ra rất nhiều bộ sưu tập gạch bông rất yeah. nhiều bộ sưu tập yeah. riêng cho thị trường mỹ yeah. đấy, sau đó tôi hợp tác với cả các nhà thiết kế của Nhật Bản và nếu mà nhìn vào những cái miếng khách bông mà chúng tôi bán tại thị trường nhật bản thì biết ngay đấy là design của nhật bản yeah. bởi vì nó theo cái style của nhật bản yeah. và khi mà chúng tôi làm cả thị trường ở dubai ấy, yeah. thị trường ở trung đông ấy, thì nhìn những miếng khách đấy nó biết ngay đến thị trường là dành cho thị trường trung đông, trung đông. Đấy. Yeah. và mỹ và úc thì hơn nó, nó hơi giống nhau yeah. đấy thì cái style của họ nó hơi giống nhau yeah. thế thì uh, khi mà chúng tôi hợp tác với, với nhiều nhà thiết kế như vậy thì chúng tôi tạo ra rất nhiều các bộ sưu tập và chúng tôi đa dạng được đối tượng khách hàng của mình yeah. và người ta giải quyết được cả vấn đề là vừa giải quyết vấn đề thị hiếu của họ vừa giải quyết được vấn đề không đụng hàng của họ yeah. rất unique đối với sản phẩm của họ và chính vì vậy cho nên là là chính mình tạo ra trend yeah. chính mình là phải là người tạo ra trend như vậy và dần dần thì các cái, cái, cái nhà phân phối của tôi ở các nước nó càng mở rộng ra yeah. lúc đầu họ chỉ mua một vài mét vuông sau đó họ mua vài trăm mét vuông sau đó họ mua đến một container vì sao họ đặt hàng rất là nhiều và lúc đấy khối lượng đặt hàng là không làm kịp. Không thể làm kịp mà chúng tôi mở yeah. ra liên tục. Bởi vì một như kể với chị là một người thợ gạch bông đào tạo phải mất đến cả 6 tháng mà không phải người thợ nào ra cũng ra này. nghề được. Yeah. Thế do vậy rằng là khi mà 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 sản xuất được ra những cái viên gạch như vậy và xâm nhập được vào thị trường trên thế giới, xuất khẩu được 60 nước và nó tạo ra một cái xu hướng mới sản xuất gạch bông và nó trở thành một cái trào lưu lúc đấy rất khủng khiếp. Và các cái giới nhà giàu các thứ rồi là các cái hãng như tôi kể với chị hãng Swarovski, yeah. hãng Bogini, rồi là các cái chuỗi rất là cao cao cấp ở trên thế giới yeah. đặt hàng của đặt hàng với cả Sequin thì lúc đấy thì mới mới có thể gọi được là là thành công. Yeah. Là. Nhiều người thì nói là gia đình của anh Kỳ là một gia đình khoa cử. Yeah. Tôi thì tôi thấy cũng giống đó anh kỳ là giống ông thầy giáo lắm á, yeah. <laughs> vậy mà bây giờ làm kinh doanh một thời gian bây giờ có chín cái nhà máy tôi đang thắc mắc về cái chuyện là làm sao mà dám lập ra chín nhà máy ở cả ba miền bởi yeah. vì cho tới giờ này tôi nghĩ cái tập quán kinh doanh của ba miền của Việt Nam chúng ta nó khá là khác nhau đúng rồi rất khác nhau chị, vâng, yeah. miền yeah. ờ, như chị cũng đã biết ấy, thì đặc tính của người miền Bắc, đặc tính người miền Trung, đặc tính của người miền Nam rất khác nhau. thậm chí cả ở miền Bắc thì ở vùng miền đã khác nhau rồi. Yeah. ở miền Trung cũng như vậy. Và ở miền Nam người miền Đông cũng khác người miền Tây khác người Sài Gòn cũng khác. Yeah. tính cách cũng rất khác nhau. thế do vậy rằng là mở ở miền Bắc thì cũng dễ hơn, thuần hơn, bởi vì ở đấy đa số là thuần là người Bắc. Yeah. hay hoặc là mở miền Trung cũng đa số là thuần là người miền Trung. Yeah. Như ở miền Nam này thì là mix. Đấy. yeah. tứ xứ đổ về yeah. đấy có cả người miền tây có cả người miền đông nam bộ có cả người Sài Gòn rồi có rất nhiều người miền Trung yeah. người miền Trung người miền Bắc vào làm rất yeah. nhiều và họ, nó là một cái tập hợp đấy. rất là 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 đa tính cách yeah. đấy. đa nhân cách và uh, quản lý thì cũng phức tạp hơn rất nhiều so với cả việc quản lý của miền Bắc miền Trung yeah. mình không thể nào đem cái 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 cách quản lý của, của các cái nhà máy ở miền Bắc về mặt nhân sự áp dụng như miền Trung Yeah. là thất bại hoặc là áp dụng cho miền Nam là thất bại. Yeah. Đấy, mà nỗi nơi là mình phải có một cái 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 có một chính sách hoặc là có một cách thức quản lý yeah. nó riêng Mới để mình thì... phù hợp với cả yeah. từng vùng biển được. Việt Nam hiện nay thì đang có một cái vấn đề rất là lớn yeah. là xây dựng thương hiệu của sản phẩm lớn của Việt Nam và cả cái thương hiệu của Việt Nam thì cái tổ chức Future Brand họ yeah. có đưa ra một số những cái nguyên tắc mà. cũng như là những cái đúc kết các cái kinh nghiệm Sequin cũng là một cái trường hợp mà. mà chúng ta đi từ cái chỗ là hồi nãy có một cái từ anh Kỳ nói là gạch bông nó lụi tàn. Mà. Tức là vì trong nước người ta không mà. sử dụng. Mà. Cái trend ở nước ngoài thì chúng ta mà. chưa tới. Vậy là chúng ta vươn lên rồi cuối cùng người ta nhìn nhận mình và bây giờ xuất khẩu được đi 60 nước. Mà. Thì cái câu chuyện đó cái bước thành công đó có thể rút ra được những cái kinh nghiệm gì trong cái việc xây dựng thương hiệu ờ, cái đây cũng hơn một năm thì tôi cũng có một cái bài thuyết trình chia sẻ ở tại bộ công thương đấy, về cái những cái kinh nghiệm để mà đưa những sản phẩm thuần việt ra thị trường thế giới đấy, và những thành công cũng như là các cái thách thức khi mà đưa thương hiệu việt ra trên thế giới và như chị cũng biết ấy, thì Queen cũng là 8 năm liền được chính phủ công nhận là thương hiệu quốc gia của việt nam đấy, thì chúng tôi cũng rất là tự hào và được bộ công thương chọn làm đơn vị điểm của việt nam để mà giới thiệu cái, cái kinh nghiệm của mình hiện tại cái cuộc hội thảo đấy ấy, thì tôi cũng nêu cũng cái ý mà chị đã nêu của future brand họ phân tích các yếu tố thành công của một cái thương hiệu của một quốc gia khi mà thâm nhập vào một cái thị trường khác thì cái thành công là nằm ở cái yếu tố gì thì tôi mới nhớ rằng là nó có bốn cái chữ cái cái chữ cái thứ nhất ấy, cái chữ A là authentic yeah. cái thứ hai là quality yeah. quality thì không thể thiếu rõ yeah. ràng rồi cái thứ ba là unique yeah. cái thứ tư là design yeah. thế ở cái yếu tố thứ nhất authentic ấy, là sản phẩm đích thực yeah. sản phẩm đích thực là những cái sản phẩm mà nó phải mang được cái tính bản vị của địa phương nó phải có, nó tính phải đại có những cái tính là rất là đặc trưng yeah. ừ, mang tính giá trị truyền thống lịch sử yeah. giá trị văn hóa yeah. đấy một cái giá trị truyền thống nó, nó phải nằm ở đấy yeah. thế thì cái gạch bông của việt nam gạch bông của seagreen nó đạt được cái yếu tố đấy yeah. Đấy, chúng tôi tạo ra các cái story các cái câu chuyện cho gạch bông của Quyên, gạch bông của việt nam những những câu chuyện yeah. câu chuyện của nó bắt đầu từ năm 1910 khi những cái gạch bông việt nam được là người pháp du nhập ở việt nam bởi Brosa Móc Phanh là hai nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp. Brosa Móc Phanh là cái người mà đã thiết kế và thi công ra cái nhà ga hàng cỏ, à, yeah. ra cái nhà ga Côn Minh yeah. ở Trung Quốc yeah. và đặc biệt là chợ Bến Thành Sài Gòn yeah. và nay là Thành phố Hồ Chí Minh và họ là người thiết kế và thi công nhưng mà tất cả những viên gạch thời đấy mà nhập vào Việt Nam mà sử dụng ở các công trình từ thời pháp à tại Việt Nam đều nhập từ pháp và họ là cái người đầu tiên đã nhập những cái máy từ pháp sang Việt Nam để sản xuất vào năm 1910 và sau đó đến năm 1955 đấy sau năm 1954 thì uh, chuyển sang cho một tư nhân của Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa và được đầu tiên thành thanh danh từ Brossard Vanh sang thanh danh thế sau đó thì thanh danh đến năm một kỳ, sau năm 1975 nước thống nhất thì được cốt hữu hóa và trở thành một cái doanh nghiệp của nhà nước và đến bây giờ vẫn là doanh nghiệp của nhà nước và đến năm 1999 thì bộ tài chính cũng như ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đấy và giao cho sĩ là tiếp quản để vận hành tiếp tục cái nhà máy khi mà nó lụi tàn đấy nó không sản xuất được nữa về cái gạch bông thì sĩ là cái người kết tiếp quản của một cái truyền thống lịch sử của một cái sản phẩm gạch bông cha truyền con nối từ rất nhiều đời từ người pháp đã du nhập sang việt nam và bây giờ chị đến từ bảo tàng mỹ thuật thành phố hồ chí minh hay là các công trình như là uh, bưu điện thành phố hồ chí minh nhà thờ đức bà v v là đều thể hiện hữu những các viên gạch nó mang cái dấu hồn của lịch sử như vậy yeah. và những cái viên gạch đấy người ta gọi là nó mang rất nhiều cái hồn của lịch sử cái hồn của văn hóa ừ. ở trong cái cái viên gạch nó ừ. là tâm huyết của không chỉ là người thợ làm cho viên gạch mà nó còn là cái hồn của cái người họa sĩ người nghệ sĩ người designer có ừ. tạo ra những cái mẫu hoa văn bất hủ ở trên các cái tác phẩm viên gạch như vậy và nó tạo ra cái chữ authentic yeah. và người ta mua viên gạch một sản phẩm người ta không chỉ phải mua một cái sản phẩm đơn thuần mà người ta mua cả cái hồn của nó ừ. cả một câu chuyện về nó cả một lịch sử văn hóa cả đời cha truyền con nối ừ. và cái cách thức làm cho viên gạch và tất cả những cái đấy nó kết tinh lại ở cái chữ authentic yeah. mà future brand họ đã tổng kết yếu tố thứ hai là con là con thi, là chất lượng ừ. thì cái chất lượng ở trên thế giới hiện nay nó cũng rất khác thưa chị kim anh yeah. không chỉ là gạch tôi tốt lắm gạch tôi đẹp lắm tốt đẹp là tất nhiên yeah. người ta mới mua không phải là của tôi đạt những tiêu chuẩn về iso này iso kia cái đấy là tất nhiên cái đấy sơ đẳng rồi mà bây giờ thế giới người ta cần phải đến đến là csi là trách nhiệm xã hội yeah. đấy khi mà anh làm ra sản phẩm đấy thì csi sao do, do vậy rằng là khi mà Sequin làm ra những sản phẩm như vậy thì tham gia được vào ba cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu thì hàng năm cho đến tận bây giờ là ba cái chuỗi cung ứng đấy vẫn tổ chức các cái đoàn kiểm soát độc lập ừ. đánh giá độc lập đến đánh giá từng nhà máy của Nguyên về CSI yeah. và đấy là lý do vì sao năm vừa rồi năm 2022 là Nguyên cũng là đạt được cái CSI 100 yeah. của VCI là công nhận người ta test là từ công nhân, từ bảo hộ lao động đến thang bảng lương chế độ cho người lao động rồi là các vấn đề về môi trường, các vấn đề trách nhiệm xã hội của ông trong doanh nghiệp của ông có đảm bảo đây hay không? Yeah. Ừ. Thế rồi các cái vấn đề về chứng chỉ xanh thì gạch bông của Safeway ấy thì phải gửi đến một cái phòng thí nghiệm độc lập ở Thụy Điển họ phải thí nghiệm và châu Âu phát hành ra cho Sequin một cái giấy chứng nhận là sản phẩm đạt được tiêu chuẩn A cộng của châu Âu ừ. A cộng của châu Âu ấy, thì Tức là họ có mấy cái hạng này, hạng D, xong yeah. lên hạng C, xong yeah. lên hạng B, xong ừ. lên B+, xong lên A, xong lên A+. Thì chỉ cần là đạt B thôi là vào được châu ừ. là đủ tiêu chuẩn về sức khỏe, về mức độ xanh, vấn đề có thể có khả năng tái sinh, recycle, rồi các vấn đề nó phù hợp với nền kinh tế tuần hoàn. Ừ. Thì sản phẩm của Sequin, bên cạnh của Sequin đạt được mức độ là A+, cộng, tức là mức cao nhất. Yeah. Và như vậy đấy là chính là cái hành trang chất lượng nằm ở. Ừ. nó nằm ở chính cái chỗ đấy. Thế rồi là các cái vấn đề mà hiện nay mà thế giới đang quan tâm là vấn đề là phát triển bền vững, rồi các vấn đề về ESG, rồi vấn đề rằng là các khả năng tái sinh của sản phẩm, rồi là nó không tạo ra trong quá trình sản xuất nó không tạo ra khí Dân thải CO2, ừ. ừ. khí thải là carbon. Ừ. Rồi trong quá trình sử dụng vận hành các nguyên đề của siêu quyền, nó không tạo ra CO2, vật thì đấy là cái đấy là nó nằm ở trong cái chữ là quality. Ừ. Yeah. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề mục Unique nó nằm ở cái chỗ cái cách thức làm ra bên gạch nó đã vô cùng là unique rồi, cách thức nó hết handmade mà nó rất yeah. độc đáo đấy. Thế unique ở cái yếu tố nữa rằng là là cái việc siêu kết hợp với cả các cái design nổi tiếng của nước ngoài để yeah. tạo ra những cái design độc đáo và nó không giống bất cứ những cái sản phẩm khác. cái unique nữa là nó có thể cá nhân hóa được cái sản phẩm. Yeah. Ừ. Tùy theo cái một cái nhà tỷ phú luôn. họ có yeah. thể muốn tạo ra một cái cái bức thảm gạch rất đẹp nhân ngày sinh nhật vợ của của ông ta, ông tạo ta, ta muốn là tạo ra một cái một cái thiết kế riêng, thì cái đấy không thể nào làm trên gạch Ceramic được. Ừ. đấy công nghệ gạch Ceramic không làm được cái chuyện đấy, đáp ứng được cho và lúc đấy họ chỉ có thể làm trên gạch của cerwin, ừ. một cái thảm rất là nhỏ, cerwin vẫn vẫn có thể làm được và nhà thiết kế nên vẫn tạo ra ừ. đấy và cerwin sản xuất theo những đơn hàng nó mang tính chất cá nhân hóa như vậy và đặc biệt là nó là handmade, yeah. đó là vấn đề handmade và yếu tố cuối cùng là yếu tố Design. là chữ, yeah. chữ chữ d là chữ yeah. chữ đi dài rồi tức là là dịch sang tiếng việt là cái sự chấp nhận của người địa phương đối với sản phẩm đó người ta có chấp nhận được nhận được một sản phẩm đấy hay không thì tất cả những yếu tố như vậy và tất cả những cái câu chuyện mà mà mình tạo ra và những nhà phân phối chuyên nghiệp của Sequin mà bán ở tại địa phương mặc dù đấy là sản phẩm made by Sequin in Việt Nam ừ. nhưng mà được phân phối bởi những cái hãng rất là nổi tiếng như, tôi, như, như tôi kể với chị là như ừ. là cái chuỗi cửa hàng ăn sạc ừ, yeah. rất là cao cấp của mỹ hay là uh, IDO của pháp hoặc là các cái chuỗi ở tại nhật bản hay đến cái chuỗi mà chúng tôi tại úc thì là toàn là những cái nhà phân phối họ rất là nổi tiếng yeah. ừ. và khi họ phân phối những cái sản phẩm của nguyên siêu, siêu như vậy thì họ tạo ra cái tính chấp nhận của địa phương đó chính là dài và bốn cái yếu tố như vậy mới có thể giúp được cho những cái sản phẩm của nguyên nó mới có, có những cái chỗ, chỗ đứng sâu rộng ở thị trường nước ngoài và nó mới tạo ra những cái những cái tính bền vững cho một cái dòng sản phẩm à, bắt đầu từ bốn cái đặc tính đó yeah. thì trong đó chúng ta đã thấy nó thấp thoáng có cái yếu tố bền vững rồi có lẽ là chúng ta sẽ phải nói tới cái câu chuyện là Sequin đi vào phát triển bền vững như thế nào như chị Kim Hạnh cũng đã biết thì hiện nay thì câu chuyện phát triển bền vững trên thế giới nó đang rất là yeah, bức trendy, bách được. nó thực sự là yeah. bức bách hàng ngày chúng ta ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây chúng ta cảm thấy buổi phỏng nóng vấn này quá, rất là nó yeah. rất là nóng đấy đấy là một cái sự là biến đổi khí hậu cũng đang rất khủng khiếp ừ. yeah. và người ta nói vẫn nói rằng là thành phố hồ chí minh của chúng ta nếu một cái vỏ trái đất này chỉ nóng lên thêm 1,5 độ c thì chắc là chỗ mà chúng ta chúng ta đang ngồi phỏng vấn ở đây nó sẽ đã ngập trong nước yeah. ngập hoàn toàn ở trong nước rồi Thế yeah. do vậy là các câu chuyện về về biến đổi chống biến đổi khí hậu rồi các cái vấn đề về môi trường sống trong tương lai nó không còn là câu chuyện của tương lai nó không còn là câu chuyện của thế giới nữa mà là câu chuyện cấp bách của việt nam ừ. và khi mà biến đổi khí hậu mà ừ. ảnh hưởng thì nước cái nước một trong những nước ảnh hưởng đầu tiên đấy chính là việt nam đấy chính là thành phố hồ chí minh đấy ừ. chính là đồng bằng sông cửu long ừ. và các cái vấn đề về thách thức của việt nam nên rất là lớn chính vậy cho nên rằng là tại cop 26 là thủ tướng phạm minh chính từ năm 2017 đã phải ký cái cam kết là từ năm 2050, 2050 phải đưa cái giảm thải thiểu carbon của zero. Việt Nam về zero. Và câu chuyện hành trình net zero của các nước hiện nay đang chạy đua rất là dữ dội và Việt Nam của mình cũng đang nằm ở trong một cái hành trình như vậy. Và tôi nghĩ rằng là 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 không chỉ xe đâu, tất cả các doanh nghiệp Việt Nam cũng đều phải nhận thức về câu chuyện của chúng ta là làm sao cần phải phát triển bền vững và cùng với chính phủ đồng hành trong cái việc là giảm thiểu carbon trong quá trình là chọn lựa ra những sản phẩm sản xuất trong quá trình là cái việc là uh, chọn cái quy trình công nghệ để sản xuất sản xuất ra những sản phẩm mà nó phù hợp với nền kinh tế tuần hoàn yeah. và cái thứ ba nữa là nó là cái sản những cái sản phẩm nó có khả năng tái sinh được có khả khả năng là, là tái sử dụng được chế và được. Yeah. tái chế được và đồng thời là giảm thiểu cái quá trình carbon trong quá trình sản xuất cũng như quá trình là sử dụng thì đấy là là một cái câu chuyện mà nó đang rất hết sức là mới ở trên thế giới thế thì cũng như chị chị Kim hạnh cũng đã biết ấy, thì tôi cũng đã tôi tham gia khá nhiều hiệp hội, Đấy, ở hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh cũng như là hội vật liệu xây dựng việt nam, rồi hiệp hội xây dựng và vật liệu xây dựng thành phố hồ chí minh saka thì uh, chúng tôi cũng đang xây dựng rất là mạnh cho cái mảng phát triển bền vững. Yeah. Bởi vì là hiện nay cái quan trọng nhất là làm sao phải xây dựng được cho một cái vấn đề rất lớn trong vấn đề phát triển bền vững là vấn đề nhận thức. Yeah. cái khó nhất hiện nay là cái nền uh, là cái nền nhận thức của chúng yeah. ta cũng chưa nhận thức hết các vấn đề vâng. về về phát triển bền vững đối với cả Việt Nam, ừ. điều đó nên nó càng khó hơn đối với các doanh nghiệp bởi vì hiện nay người ta đang lo quá nhiều cho các vấn đề là vượt qua khủng hoảng, yeah, khó khăn của nền kinh tế ừ. và người ta còn không người ta không không không, không bận tâm đâu trong vấn đề là tương lai, người ta đang giải quyết cho vấn đề hiện tại, người dân cũng như vậy. Yeah. Thế chính vì vậy cho nên rằng là là cái vấn đề phát triển về vững và các vấn đề là là hành trình tới net zero của Việt Nam hiện nay đối với chúng tôi là câu chuyện hết sức là khó khăn, yeah. nhưng mà nó vấn đề rất là cấp bách. Thế chính chính vì vậy cho nên rằng là làm sao để xây dựng được nhận thức, làm sao để cho bên cạnh cái việc là phục hồi kinh tế vượt qua khủng hoảng ừ. thì cái vấn đề là xây dựng một cái doanh nghiệp yeah. để mà hướng tới cái vấn đề phát triển bền vững là rất quan trọng. Thế thì sau khi khi mà nghiên cứu ở tất cả các nước đi rất là nhiều nước và thậm chí ở bên cạnh chúng ta như Singapore đến năm 2030 là đã, đã đạt tới là net zero. Yeah. Nhật Bản tôi vừa cách đây mấy ngày tôi vừa ở Nhật Bản thì hành trình tới net zero của họ cũng đang tốc độ cũng rất là nhanh và họ cam kết là trước 2030 là họ là sẽ là thành công với cái Nhật Bản là là tiến tới là net zero vậy thì Việt Nam câu chuyện Việt Nam của chúng ta là sao thì hiện nay cũng đang hết sức là gian truân thì tôi vẫn hình dung rằng là sau ký cuộc khủng hoảng kinh tế này sau những cái câu chuyện về dịch bệnh covid sau những câu chuyện về về xung đột về địa chính trị, câu chuyện chiến tranh nga-ukraina vân vân và câu chuyện phát triển bền vững của trên thế giới đang chạy đua rất là dữ dội hành trình tới net zero của toàn cầu thì nó sẽ xây dựng các cái trật tự kinh tế thế giới mới chắc chắn yeah. với bởi vì với hành trình tới net zero ấy thì một số các cái quy trình sản xuất cũ các cái dòng sản phẩm cũ bắt buộc phải loại bỏ yeah. ừ. và người ta sẽ phải xây dựng những cái series dòng dòng sản phẩm mới yeah. xe điện cũng là một thí dụ Yeah. và trong cái quá trình giảm thiểu carbon trong quá quá trình sản xuất như vậy thì những quy trình sản xuất cũ cũng sẽ phải thay đổi hoàn toàn yeah. quy trình sản xuất rồi là máy móc trang thiết bị công nghệ thay đổi hoàn toàn Đấy. và chính vì vậy lượng... rồi yeah. nguyên vật liệu năng lượng năng lượng tái tạo vân vân những cái câu chuyện như vậy nó sẽ tạo ra một cái trật tự kinh tế thế giới mới ở yeah. trên thế giới này yeah. câu chuyện và chúng ta vẫn thấy hình dung rằng là cái câu chuyện về chuyển đổi số hiện nay trên thế giới nó đang rất hết sức là dữ dội và chính câu chuyện chuyển đổi số đã biến rất nhiều những cái nhà tỷ phú trước đây là bây giờ trở thành là không còn là tỷ phú nữa mà trở thành là người bình thường và cái những cái nhà tỷ phú mới mới nổi ở trong những lĩnh vực hết sức là mới mẻ lại trở thành những nhà tỷ phú hết sức là nhanh yeah. Đấy, rồi những câu chuyện về chat chat GPT chị thấy không? tốc độ <laughs> yeah. phát triển rất là kinh vũ hồ. bão kinh hồn yeah. và rất nhiều các lĩnh vực khác nữa và tôi sẽ vẫn hình dung rằng là câu chuyện hành trình tới net zero này nó sẽ thay đổi một cái trật tự kinh tế thế giới mới và các mô hình kinh doanh mới ở trên thế giới này sẽ hình thành và lập lại nó sẽ lập lại một cái trật tự mới một cái mô mô thức mới mô hình mới và đấy là cái cơ hội lớn cho việt nam cơ hội lớn cho giới trẻ không nhất thiết rằng là những cái người mà hiện nay đang là tỷ phú nhà trị phú của việt nam họ sẽ sẽ là bền vững mãi đâu đặc biệt là những cái, cái người hình thành phát triển lên giàu có lên từ từ bất động sản thì chúng ta đang thấy rất là rõ cái này đang đang rất là cực kỳ là khó khăn thì những cái người mới những cái mô thức mới nó sẽ mới là hình thành cái cơ hội lớn đó chỉ đến nếu như chúng ta hiểu một cách đầy đủ về cái nền Vậy. kinh tế xanh mà bây giờ thì đúng như là anh nói cái chữ gian trưng đó Vậy. Là cái chữ là cực nhọc lắm để. để cho mọi người thấy là kinh tế xanh nó không phải là cái gì xa xỉ nó không phải là lý thuyết xa vời để. mà nó rất là cụ thể để. anh anh kỳ biết là mấy hôm nay là bắt đầu chạm vô một cái nỗi lo rất là lớn để. mà rất là cụ thể rồi để. là tháng tư mà chúng ta chưa có hợp đồng chưa có đơn đặt hàng may xuất khẩu để của các cái khách hàng lớn Đà. chưa có bao giờ như vậy hết. Đà. Tôi đi dự cái cuộc họp của hiệp hội 21 hiệp hội của cả nước đó. Đà. Năm nay tổng số người ta nói là cái cái chi tiêu chung của toàn cầu về hàng dệt may nó bị giảm xuống tới từ 6 đến 10%. Đà. Và cái con số doanh số mà nó bị giảm nó sẽ là 45 tỷ. 45 tỷ đô đó là vừa vặn bằng với lại cái doanh số xuất khẩu cái con số xuất khẩu hàng năm của chúng ta yeah. về cái hàng may mặt Tất yeah. nhiên mình có cam tâm mình nhận hết 45 tỷ đó về phần mình yeah. Tuy nhiên cái phần trong 45 tỷ đó bây giờ thấy rất là rõ yeah. là chúng ta không có nhận được đơn hàng yeah. và đơn hàng đó nó đi đâu nó đi tới những nước đã xanh hóa cái nền kinh tế của họ Yeah. thì trong khi đó thì chúng ta đang gặp khó yeah. và và tôi nghĩ là những cái mà nó nó đến khá là bất ngờ như vậy đó, là do chúng ta chưa có chuẩn bị yeah. cho một cái nền kinh tế yeah. xanh kinh tế tuần hoàn yeah. và giảm cái phát thải carbon yeah. Yeah. tôi thấy là anh kỳ có rất là nhiều bài yeah. đã viết đã đọc trước cái đại hội của HUBA rồi à. vân vân là rất là cụ thể à. nhưng tóm lại bây giờ theo anh Kỳ là vấn đề của Việt Nam chúng ta cái giải pháp gì là chính vẫn là trước hết là nhận thức đã. Tức là vào tháng 1 trước Tết âm lịch ấy, thì uh, ban Kinh tế thế nhân của thủ tướng ấy, ừ. Tôi cũng là một thành viên ở uh, tham dự vào cái ban đấy. Ừ. Thì uh, chúng tôi có tổ chức một cuộc họp với cả 36 đại sứ và tham tán thương mại ừ. tại các nước phát triển. Ừ ví dụ như là Mỹ, Canada rồi là các nước Châu Âu, Nhật Bản, úc, vân vân. Thì tại cuộc họp trực tuyến như vậy thì đại sứ Việt Nam tại Canada có chia sẻ một câu chuyện rằng là cũng tháng một vừa rồi, vừa kết thúc vài ngày thì ở Vancouver có tổ chức một hội chợ về dệt may lớn số một thế giới, lớn nhất thế giới. Ừ. Thì đại sứ quán Việt Nam có cử người đến tham quan hội chợ đấy. Thì Việt Nam có một gian hàng tượng trưng, ừ. còn Bangladesh có sắp xỉ 100 gian hàng và dạ. 70% số gian hàng của Bangladesh ở đấy họ trình ngay ra một cái tờ là chứng chỉ xanh bảy dạ, chứng chỉ rồi đó và dạ. 70% số gian hàng của 100 gian hàng đó trong số 100 gian hàng dạ. của Bangladesh đều có chứng chỉ xanh dạ. Dạ. trong cái đó thì ở Việt Nam quay về uh, bên bên giải may Việt Nam thì kiếm chưa. được số các doanh nghiệp có chứng chỉ xanh hầu như là không chưa có, có. Dạ. tôi có tìm rồi. đấy là lý không do thứ nhất Đấy, tiếp theo nữa là Tiếp theo cái câu chuyện đấy Thì đại sứ Việt Nam tại Mỹ Cũng công bố ngay tại cuộc họp đấy một thông tin 50% lượng hàng diệt may Đang sử dụng tại thị trường Mỹ Là của Bangladesh yeah. Trước đấy là thị phần rất nhiều của Việt Nam Còn xa xưa là Trung Quốc Trung Quốc bây giờ người ta không làm nữa và nó chuyển sang các nước đang phát triển như Việt Nam Hay là Cambodia, Bangladesh yeah. Và Việt Nam đang có một vị thế Hết sức là lớn trước đây Nhưng mà do cái tốc độ phát triển, đầu tư vào các cái chứng chỉ xanh, ừ. thay đổi quy trình sản xuất công nghệ của người Bangladesh tại các nhà máy của họ, cho nên họ đã chiếm lĩnh hết sức là nhanh. Và một chuyên gia trong ngành dệt may có chia sẻ với chúng tôi rằng là để có được một cái chứng chỉ xanh như vậy, thì các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam ấy, mất phải từ 7 năm đến 7 năm rưỡi xây dựng. Vâng. Yeah. Vô hình chung chúng ta hiểu rằng là ngành dệt may của Việt Nam của chúng ta đang đi chậm so với Bangladesh từ 7 năm đến 7 năm rưỡi. Yeah. và đó chúng ta không chỉ nghĩ rằng là cái hàng lượng hàng diệt may của chúng ta đang nhận được đơn hàng nó quá ít lý do là bởi vì thị trường kinh tế nó đang suy thoái do chiến tranh rồi do dịch bệnh rồi do suy thoái kinh tế rồi lạm phát nó chỉ là lý, lý do một phần thôi nhưng vì sao Bangladesh đang vượt lên trên chúng ta ừ. rất nhiều và câu chuyện đấy nó giải thích cái mà 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 tôi rất là muốn chia sẻ chính chị Vậy. đấy là giải quyết vấn đề nhận thức yeah. nhận thức từ các cấp quản lý cấp cao về mặt nhà nước cũng như là giới doanh nghiệp bản thân các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng phải nhận thức được chuyện đấy, phải thay đổi chính mình, thì lúc đấy thì chúng ta mới có thể là, là, là giải quyết được. Mà câu chuyện đấy không chỉ ngành dệt may, nó sẽ kéo theo cả ngành nhựa, ngành thực phẩm, ngành thủy Kế sản, biến gỗ, thủy ngành sản. nội thất, dạ. đấy. rồi là ngành vật liệu xây dựng của chúng tôi. Nếu mà dạ. chúng ta không thay đổi, thì chúng ta sẽ tụt hậu với thế giới. Theo ý của anh Kỳ là mình thấy trang bị nhận thức là quan trọng nhất. Dạ. Nhưng tôi thấy hiện nay á, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang thử à. đang thử chạy đua về bốn mặt à. đẩy mạnh cái khâu tái chế à. đẩy mạnh cái khâu là thay đổi năng lượng tiếp tục làm cái khâu là kinh tế tuần hoàn à. và đồng thời một cái khâu nữa là nó tới bốn khâu thưa anh à. mà vẫn thấy là mình chưa biết thế nào trong cái cuộc chạy đua này à. anh kỳ có thấy là mình cần thiết phải nhấn mạnh những cái yếu tố nào trong cái cuộc chạy đua này. Đối với cả thành phố thì cũng như là chính phủ ấy, thì họ chỉ đưa cho chúng ta cái chủ trương thôi. Ừ. Còn mà bây giờ cái cuộc chạy đua này thì phải thực lực là tự tự doanh mỗi doanh nghiệp, nghiệp tự ừ. mỗi doanh nghiệp thôi. Ừ. Sau khi mình đã xác xác định mình thay đổi được cái nhận thức của mình, thì mình cũng phải phải lập lại. Trước hết là phải lập lại kể cả từ tầm nhìn sứ mệnh của mình. Yeah. bởi vì với câu chuyện hành trình tới Net Zero này này thì tôi vẫn chia sẻ với anh em ấy là đa số các doanh nghiệp phải viết lại tầm nhìn sứ mệnh hết ừ. tầm nhìn sứ mệnh của trước đây của chúng ta ở giai đoạn trước nó khác còn tầm ừ. nhìn sứ mệnh ở trong giai đoạn này chúng ta cần phải viết khác đặc biệt là sau cái câu chuyện khoảng khoảng về mặt là kinh tế Đấy, và khủng hoảng kinh tế thì chắc chắn là nó sẽ sẽ trôi qua Đấy, thì các doanh nghiệp nào mà vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng là kinh tế này sau có thể một năm nhanh thì một năm không thì hai ba năm nữa chúng ta vượt qua thì chúng ta sẽ đối mặt với cả câu chuyện phát triển bền vững thách thức các cái vấn đề về xanh thì lúc đấy thì các doanh nghiệp trước hết là phải xây dựng lại cái sứ mệnh của mình mình tồn tại làm cái gì và mình phải có cái tầm nhìn sản xuất ra những sản phẩm gì những dịch vụ gì đấy, để mà đáp ứng được trong một cái hành trình tới, tới net zero của việt nam nó là như vậy và một cuộc cạnh tranh hết sức là khủng khiếp đối với cả ở trên thế giới khi mà Việt Nam vẫn tự hào cho cái vấn đề là xuất khẩu rất mạnh và thị trường Mỹ, bảo EU, về Nhật Bản xuất siêu quá quá là lớn. Yeah. À, nhưng mà chúng ta đang thua dần ở trong rất nhiều các lĩnh vực khi mà thế giới họ đã bắt đầu câu chuyện hành trình tới Nga Zero và họ đã chuyển đổi các mô thức kinh, kinh tế của họ, kinh doanh của họ, sản phẩm của họ theo các cái mô thức là của một nền kinh tế là tuần hoàn. Mà mình chậm thay đổi thì mình sẽ thua ngay chính tại Việt Nam, yeah. tại ngay ngay tại cái thị trường Việt Nam rồi là các câu chuyện về hàng rào biên giới về carbon CBEU của uh, châu Âu. Đấy, đã ban hành rồi từ đầu năm. Rồi là hải quan xanh, chính sách hải quan, hải quan xanh của Mỹ, của Nhật Bản đều đã ban hành, Úc đã ban hành hết rồi. Và lúc đấy hàng một cái hàng rào về ngăn những cái sản phẩm về đo lường được các lượng carbon. Đấy, như vậy. Các chính trị xanh họ sẽ đưa ra một loạt như vậy thì nó là một cái một hàng rào ngăn ngăn ngay các sản phẩm của Việt Nam và khi đấy chính phủ Việt Nam cũng bắt buộc dưới áp lực của thế giới cũng phải đưa ra một loạt các cái chứng chỉ các tiêu chuẩn cho các tiêu chuẩn các sản hàng mà made in Việt Nam ví dụ nhà hàng Việt Nam chất lượng cao yeah. đấy theo những tiêu chí như thế nào đấy thì mới được ra yeah. mới tiêu thụ ở trên các cái thị trường thì lúc đấy nếu mà mình không thay đổi thì lúc đấy Việt Nam mình lại trở thành là cái nơi chỉ là nơi tiêu thụ những sản phẩm của các nước khác mà họ đã đi trước chúng ta còn cái, cái câu chuyện hiện nay đối với doanh nghiệp thì cũng phải có một cái nhận thức nữa là tập trung ngay cho cái ESG. Yeah, yeah. Và cái ESG của doanh nghiệp tương lai nó sẽ là hành trang để mà đi ra thế giới. Yeah. Và trong một cái tương lai nữa, nó sẽ là cái hành trang để mà trụ lại ngay tại chính Việt Nam. Nếu mà trước đây thì người ta hay nói về ISO, rồi là tiêu chuẩn này, tiêu yeah. chuẩn kia. Thì tương lai sau Như tới là đây ESG. Là ESG. Yeah. Ta bắt buộc. Thì đấy là một cái mà tôi nghĩ là doanh nghiệp việt nam nên cần phải có cái thứ nhất là nhận thức cái thứ hai nữa rằng là cần bắt đầu phải xây dựng cái hệ thống cho mình đi theo các cái chuẩn như vậy nhưng bản thân nghĩ hiện nay trên thế giới nó cũng chưa có những cái chuẩn gọi là cụ thể mỗi một góc độ của mỗi một một, 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 một cái nhà tư vấn họ để đưa ra các cái chuẩn khác nhau yeah. và chưa có một cái chuẩn chung chung cho thế giới yeah. nhưng nó đều có những cái vấn đề nó rất là cơ bản mà mình yeah. cứ vẫn cứ phải Vì xây dựng đi. cái đó yeah. đấy sau đó thì về sau các tổ chức đánh giá vào thì họ 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 đánh giá theo tiêu chí nào thì mình lựa theo thôi nhưng mà mình vẫn phải có một cái nền rất là cơ bản đi theo theo các cái ESG như vậy thật là hay là mình chạm vô được một cái vấn đề nó lớn yeah. và quả thật là tôi đọc những cái bài viết gần đây của anh Kỳ tôi biết yeah. là với cái công việc đi rất là nhiều xuất hàng đi rất là nhiều nước yeah. và cũng tham gia rất là nhiều những cái cuộc thảo luận về những cái xu hướng mới của cái nền kinh tế thế giới yeah. mà việt nam mình là một cái nước xuất khẩu quá nhiều đi yeah. thành ra cũng không thể nói là mình là người ở bên ngoài được mình là người quá ở bên trong yeah. thành ra là tôi nghĩ là cuộc thảo luận của chúng ta sẽ còn tiếp tục nữa yeah. và yeah. rất là cảm ơn anh yeah. kỳ câu chuyện cũ hết sức là xúc động yeah. và đặc biệt là cái uh, câu chuyện mới là phát triển bình vững thì cái từ cái cũ và cái mới này nó liền lạc với nhau, nè. nó 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 quá là nhân và quả với nè. nhau, thành ra là chúng ta sẽ còn tiếp tục cái nè. câu chuyện của mình nữa nè. trong những cái lần tới và cảm ơn anh Kỳ hôm nay nè. là một cái cuộc trò chuyện chuyển tới cho người xem rất nhiều giá trị. Yeah. chúng tôi xin được uh, gửi tặng cho anh Đinh Hồng Kỳ uh, một cái uh, wow. <laughs> một cái tác phẩm <laughs> là làm mặt tay handmade và các bạn tặng yeah. anh đó là cái uh, bức bức tranh các yeah. bạn mô tả yeah. ông uh, Đinh Hồng Kỳ yeah. bằng giấy và yeah. dạ, yeah. làm tay đẹp trai yeah. phương phi hơn ở ngoài <cười> <cười> rất cảm ơn chị kim hạnh yeah. và cảm ơn anh chương trình rất cảm ơn chị đã dành cho cái buổi ngày hôm nay được chia sẻ yeah. cảm ơn chị cảm ơn, cảm ơn. Và, và hẹn gặp lại, hẹn gặp lại.